Từ giữa thế kỷ 16, các nước châu Âu bắt đầu hình thành chủ nghĩa tư bản. Để tìm kiếm tài nguyên và lợi nhuận, họ tìm cách bành trướng lãnh thổ, đem quân xâm chiếm, biến các nước châu Á và châu Phi trở thành thuộc địa của mình. Đến cuối thế kỷ 19, do sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã làm thay đổi sâu sắc tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc. Bên cạnh các đế quốc già như Anh, Pháp với hệ thống thuộc địa rộng lớn, là các đế quốc trẻ Mỹ, Đức, Nhật Bản đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nhưng lại có quá ít thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt. Sang đầu thế kỷ 20, đế quốc Đức đã vượt qua Anh, Pháp để trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Nhưng trong cuộc chạy đua giành giật thuộc địa, Đức lại là nước chậm chân. Do quy mô thuộc địa không tương xứng với tiềm lực công nghiệp, ít thuộc địa tức là có ít tài nguyên và thị trường tiêu thụ, Đức là nước hiếu chiến nhất trong thời kỳ này. Ngoài ra, nước Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống quân phiệt phổ, đề cao chủng tộc Đức, tích cực truyền bá tinh thần kỷ luật quân đội, chạy đua vũ trang. Nhưng tham vọng của Đức gặp phải sự phản kháng của các nước đế quốc già là Anh, Pháp và Nga. Các đế quốc già này về cơ bản đã chiếm lĩnh gần hết những thuộc địa bao la khắp thế giới và muốn duy trì quyền thống trị của mình, không muốn chia phần cho những thế lực mới nổi. Do có cùng mục tiêu tranh giành thuộc địa với Anh, Pháp, nước Đức đã cùng Áo, Hung, Italia thành lập phe liên minh vào năm 1882 để chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới. Đứng trước tình hình đó, Anh, Pháp, Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa, nhưng buộc phải nhân nhượng lẫn nhau, ký những bản hiệp ước tay đôi hình thành phe hiệp ước. Từ đấy, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, hai bên ra sức chạy đua vũ trang. Một cuộc chiến tranh đế quốc nhằm phân chia lại thuộc địa trên thế giới là không thể tránh khỏi. Ở châu Á, Nhật Bản sau chiến tranh Nga-Nhật trở thành một cường quốc mới, có tham vọng xâm chiếm cả Trung Quốc và gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Sau khi ký kết hiệp ước Anh-Nhật 1902, Nhật Bản chĩa súng vào Đức và Áo, Hung. Để chuẩn bị cho cuộc chiến, Pháp ra sức vơ vét, khai thác tài nguyên thiên nhiên và nhân lực của Đông Dương để phục vụ cho chiến tranh. Người dân Việt Nam bị buộc phải chịu thêm nhiều sưu cao thuế nặng để tài trợ chiến tranh cho Pháp. Hàng chục vạn binh lính và lao công người Việt bị cưỡng chế kéo khỏi những làng mạc và bị đưa sang châu Âu chiến đấu, làm bia đỡ đạn cho quân Pháp. Họ bị chính quyền Đông Dương cưỡng ép nhập ngũ và hàng chục ngàn đã tử trận trong những trận chiến đẫm máu. Tình hình căng thẳng ở Ban Căng từ năm 1912 đến năm 1913 đã tạo cơ hội cho chiến tranh bùng nổ. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Áo, Hung bị một người Séc bi ám sát tại Bonia. Giới quân phiệt Đức Áo chớp lấy cơ hội đó để gây chiến tranh. Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Áo, Hung tuyên chiến với Séc bi. Ngày 1 tháng 8, Đức tuyên chiến với Nga. Ngày 3 tháng 8 tuyên chiến với Pháp. Ngày 4 tháng 8, Anh tuyên chiến với Đức. Ngày 23 tháng 8, Nhật Bản tuyên chiến với Đức. Ngày 29 tháng 10, Ottoman tuyên chiến với Nga. Chiến tranh đế quốc bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới. Mở đầu cuộc chiến, Đức dự định đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng, sau đó quay sang đánh Nga. Vì vậy, Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây và ngay trong đêm mùng 3 tháng 8 năm 1914 đã tràn vào Bỉ, một nước trung lập, rồi tiến vào miền Bắc nước Pháp. Ban đầu quân Đức giành được lợi thế trong các trận đánh biên giới và tiến nhanh về phía Paris, hòng đánh chiếm thủ đô nước Pháp. Người Đức sắp sửa giành được chiến thắng lớn nhằm quyết định kết cục chiến tranh, nhưng khi đi sâu vào đất Pháp, lực lượng Đức dần bị giàn mỏng. Trong khi đó, ở phía Đông, quân Nga cũng bắt đầu tấn công lãnh thổ Đức vào ngày 17 tháng 8, sớm hơn nhiều so với dự kiến của Đức là 40 ngày. Điều này khiến Đức phải rút bớt quân từ mặt trận Pháp để chuyển sang phía Đông. Quân Đức đánh bại quân Nga, tuy nhiên về mặt chiến lược thì cuộc tấn công của Nga đã phá vỡ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức và giảm bớt gánh nặng cho quân Anh, Pháp đang bị Đức áp đảo, Paris được cứu thoát. Thế rồi, trong trận chiến sông Marne vào tháng 9 năm 1914, quân Đức bất phân thắng bại với liên quân Anh, Pháp. Đức phải lui binh về cố thủ, quân Pháp quá kiệt quệ nên không thể truy kích, cả hai đoàn quân không bên nào có thể giành được lợi thế. Trận đánh kế tiếp tại Aisne còn khốc liệt hơn cả trận Marne, diễn ra từ ngày 13 đến 28 tháng 9 năm 1914. Cả hai bên đều mất hàng chục ngàn binh sĩ, nhưng rồi đây vẫn là một trận chiến bất phân thắng bại. Quân của hai bên rút xuống chiến hào cầm cự nhau dai dẳng trên một chiến tuyến dài 780 km, từ biển Bắc tới biên giới Thụy Sĩ. Ở phía Đông Nam thì quân Áo, Hung lại để quân Nga đánh tan nát ở trận Lamberg. Kết thúc năm 1914 tại chiến trường Đông Âu, quân Nga chiếm lĩnh toàn bộ vùng phía đông của Galicia. Trong khi đó, ở châu Á, đế quốc Nhật Bản lợi dụng việc các cường quốc đang tham chiến ở châu Âu đã thực hiện kế hoạch bành trướng ở Viễn Đông. Ngày 15 tháng 8 năm 1914, Nhật Bản gửi tối hậu thư cho Đức đòi nước này chuyển cho Nhật Bản vùng Giao Châu, Trung Quốc và hạn cho Đức phải trả lời trong 8 ngày.
Đức không trả lời tối hậu thư của Nhật Bản nên ngày 23 tháng 8 năm 1914, Nhật Bản tuyên chiến với Đức, nhanh chóng chiếm Giao Châu, tuyến đường sắt Thanh Đảo Tế Nam và một loạt hòn đảo là thuộc địa của đế chế Đức tại Thái Bình Dương. Trở lại chiến trường châu Âu, sau thất bại của kế hoạch năm 1914 nhằm loại Pháp ra khỏi vòng chiến, nước Đức đã rơi vào thế bị động, tiềm năng kinh tế quân sự không bằng liên minh Anh-Pháp-Nga mà lại phải một mình đối đầu trên hai mặt trận. Tình trạng này càng kéo dài thì càng bất lợi cho Đức. Để thoát khỏi thế gọng kìm, năm 1915, nước Đức quyết định tập trung lực lượng tấn công để loại Nga ra khỏi vòng chiến, xóa bỏ mặt trận phía Đông. Quân Đức trên mặt trận phía Tây chủ động chuyển sang phòng ngự trước liên quân Anh Pháp để dồn binh lực sang mặt trận phía Đông, đánh đòn tiêu diệt đối với quân đội Nga. Liên quân Đức áo hung tấn công như vũ bão, quân Nga thua lớn, mất khoảng 350.000 binh sĩ và phải rút lui trên toàn chiến tuyến. Tuy thắng lợi, chiếm được một vùng rộng lớn đất đai của đế quốc Nga nhưng Đức cũng bị tổn thất nhiều và vẫn không thể đạt mục tiêu cuối cùng là buộc Nga ra khỏi chiến tranh. Nga Hoàng Nikolai II vẫn quyết tâm theo đuổi chiến đấu, và đến cuối năm 1915 thì binh lực của nước Đức ở phía Đông cũng đã cạn, không thể tấn công thêm nữa. Mặt trận phía Đông đến cuối năm 1915 lại đi vào chiến tranh chiến hào. Tại các mặt trận phía Nam châu Âu, ngày 23 tháng 5 năm 1915, Ý rời bỏ khối liên minh, gia nhập phe hiệp ước để chống Áo. 14 tháng 10 năm 1915, Bungazi tham gia vào phe Đức Áo Hung để chống Serbia. Từ tháng 2 năm 1915 đến tận tháng 1 năm 1916, Liên quân Anh Pháp mở chiến dịch hải quân đổ bộ lên bờ biển và thủ đô Istanbul để buộc đế quốc Ottoman ra khỏi chiến tranh, nhưng Ottoman vẫn đứng vững và giáng trả hiệu quả. Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh, 1915, cả hai phe đều đưa ra những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, sử dụng máy bay để trinh sát và ném bom, thậm chí dùng cả hơi độc. Vì thế, hai bên đều bị thiệt hại khá nặng nề, nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 1916, quân đội Nga lợi dụng quân Đức đang tập trung vào mặt trận phía Tây, tiến hành tấn công và thắng lợi lớn tại Galicia, đánh tan tác liên quân Đức Áo Hung. Hơn 1,3 triệu quân Đức Áo Hung đã bị tiêu diệt và bắt giữ, quân Nga chiếm lại một phần Ukraine và Belarus. Tổn thất nặng nề trong chiến dịch này khiến cho quân đội Áo Hung mất khả năng tiến hành các trận đánh lớn chống lại phe hiệp ước. Tuy chiến thắng nhưng quân Nga không thừa thắng xông lên tiêu diệt hoàn toàn quân đội Áo Hung. Trong khi đó, nước Đức lại kéo quân từ mặt trận phía Tây về can thiệp và chặn đứng quân Nga. Quân Nga phải rút lui, hai bên lại đi vào cầm cự trong chiến hào. Không tiêu diệt được Nga, Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây. Mở chiến dịch tấn công Verdun, hòng tiêu diệt quân chủ lực của Pháp. Chiến sự ở đây diễn ra hết sức quyết liệt, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916, làm gần 70 vạn người chết và bị thương. Để phản công giải nguy cho Verdun, tháng 9 năm 1916, quân Anh đã tấn công tại trận sông Somme nhưng cũng không có kết quả rõ rệt. Những nỗ lực của liên quân Anh, Pháp coi như thất bại, thương vong của hai bên trong chiến dịch này còn cao hơn cả trận Verdun. Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào, mà vẫn duy trì thế cầm cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức Áo Hung từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự trên cả hai mặt trận. Nền kinh tế Nga không chịu nổi sức nặng chiến tranh, dân chúng khốn cùng, thất nghiệp, chết đói, lại cùng những thất bại nặng nề trước quân Đức trên mặt trận, tất cả những điều này gây bất mãn cao độ trong nhân dân và quân đội. Tháng 2 năm 1917, nhân dân Nga với khẩu hiệu đà đảo chiến tranh, đà đảo Nga Hoàng, biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng, đã tiến hành cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công, chế độ Nga Hoàng bị lật đổ. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập và tiếp tục theo đuổi chiến tranh. Lúc này, Đức muốn cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe hiệp ước, liền sử dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm. Cuộc chiến tranh tàu ngầm gây cho hải quân Anh rất nhiều thiệt hại, do không có cách nào chống lại loại vũ khí mới này. Mọi tàu của mọi quốc tịch chuyên chở tiếp tế cho Anh đều là mục tiêu của tàu ngầm Đức. Kinh tế Anh bị bóp nghẹt, nạn đói bắt đầu hoành hành, nước Anh đứng trước nguy cơ bại trận. Lúc đầu, Mỹ giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến. Thực ra, Mỹ muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe và khi cuộc chiến kết thúc, dù thắng hay bại, các nước tham chiến đều bị suy yếu, còn Mỹ sẽ khẳng định ưu thế của mình. Nhưng đến năm 1917, Mỹ thấy cần phải kết thúc chiến tranh và đứng về phe hiệp ước. Viện cớ tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do thương mại trên biển, tấn công cả tàu buôn của Mỹ cập bến các nước thuộc phe hiệp ước, cộng thêm sự kiện bức điện Zimmerman đã làm dư luận Hoa Kỳ hết kiên nhẫn, họ đòi chính phủ tham chiến chống Đức. Ngày 2 tháng 4 năm 1917, Mỹ tuyên chiến với Đức, sự tham chiến của Hoa Kỳ có lợi hơn cho phe Anh Pháp Nga. Trong năm 1917, những cuộc phản công của phe hiệp ước đều không thành công. Pháp và Anh cố phá vỡ phòng tuyến của Đức, giải tỏa vòng vây bờ biển nhưng thất bại, những cuộc tấn công của Nga cũng không thành. Áo Hung tỏ ra nao núng muốn cầu hòa, nhưng Nga và Italia còn nhiều tham vọng, không chấp nhận thương thuyết.
Đức Áo hung mở chiến dịch Caporetto tấn công vào Italia và đã thắng lợi vang dội, tiêu diệt 6 vạn và bắt gần 30 vạn quân Ý. Quân Anh Pháp phải cứu viện lập phòng tuyến cố thủ tại sông Piave. Sau trận này, Italia bị loại ra khỏi vòng chiến. Sau đó Đức dồn lực lượng đánh Nga. Nước Nga sau cách mạng tháng 2 vẫn còn trong khối đồng minh ba bên, nhưng thực tế quân đội Nga đã tan rã, không còn kỷ luật, quân sĩ tự bỏ ngũ, tự rút lui. Quân Đức nhân đà tan rã của quân Nga nhanh chóng theo chân kéo sâu vào lãnh thổ Nga. Trước tình thế đó, tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Lenin và đảng Bolshevik, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, được gọi là cách mạng tháng 10 theo lịch Nga. Nhà nước Xô Viết ra đời, thông qua sắc lệnh hòa bình kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh. Lời kêu gọi hòa bình của chính phủ Xô Viết không được các nước trong phe hiệp ước hưởng ứng, vì Anh Pháp Mỹ muốn kết thúc chiến tranh trên thế thắng. Trước tình thế đó, để bảo vệ chính quyền non trẻ, nhà nước Xô Viết buộc phải ký riêng với Đức hòa ước Brest-Litovsk ngày 3 tháng 3 năm 1918, nước Nga rút ra khỏi cuộc chiến tranh. Việc Nga rút khỏi chiến tranh khiến cho mặt trận phía Đông đã kết thúc hoàn toàn, điều này cho phép Đức có thể rảnh tay rút về một lực lượng quân đội lớn để chi viện cho mặt trận phía Tây, với gần 1 triệu quân Đức đã được chuyển từ phía Đông sang để tăng viện. Đầu năm 1918, lợi dụng khi quân Mỹ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở liên tiếp 4 đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận Pháp. Một lần nữa, chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Paris. Tháng 7 năm 1918, 65 vạn quân Mỹ đổ bộ vào châu Âu cùng nhiều vũ khí đạn dược. Mỹ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe đã bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mỏi mệt, nên trở thành nước đứng đầu phe hiệp ước thay Anh. Nhờ đó, quân Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên tất cả các mặt trận. Ngày 18 tháng 7 năm 1918, quân Pháp với 600 xe tăng phá vỡ phòng tuyến sông Marne của Đức, bắt 3 vạn tù binh. Ngày 8 tháng 8, liên quân Anh Pháp với 400 xe tăng đã đập tan phòng tuyến sông Seine, tiêu diệt 16 sư đoàn quân Đức. Ngày 12 tháng 9, liên quân Pháp-Mỹ đánh Saint-Mihiel, một phòng tuyến quan trọng của Đức. Từ cuối tháng 9 năm 1918, quân Đức liên tiếp thất bại, phải bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ. Các nước đồng minh của Đức là Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo Hung cũng bị tấn công liên tiếp, buộc phải đầu hàng. Trước nguy cơ thất bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức vào ngày 3 tháng 10 năm 1918, đề nghị thương lượng với Mỹ, nhưng không được chấp nhận, vì Mỹ muốn đánh đến cùng để buộc Đức phải đầu hàng không điều kiện. Trong tình hình ấy, ngày 9 tháng 11 năm 1918, cách mạng bùng nổ ở Đức. Hoàng đế Wilhelm II phải chạy sang Hà Lan. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đức phải ký hiệp định đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe liên minh. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại, khoảng 1,5 tỷ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, nền kinh tế châu Âu kiệt quệ. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỷ đô la, các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mỹ. Riêng nước Mỹ được hưởng lợi trong chiến tranh nhờ bán vũ khí và không bị bom đạn tàn phá, thu nhập quốc dân tăng gấp đôi, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng 4 lần. Nhật Bản chiếm lại một số đảo của Đức, nâng cao vị thế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Chiến tranh gây ra sự thay đổi rất lớn trong bản đồ chính trị châu Âu. Cuộc chiến dẫn đến sự sụp đổ của 4 đế quốc Nga, Đức, Áo Hung, Ottoman, với các triều đình quân chủ hàng trăm năm bị suy đổ. Trong đó, hai cường quốc Áo Hung và Ottoman bị tan rã và mất hẳn vai trò cường quốc. Rất nhiều các nước nhỏ xuất hiện từ sự phân rã của các đế quốc. Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. Lập trường ủng hộ chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa tư bản của Liên Xô khiến cho các nước phương Tây vô cùng lo sợ, đề phòng, làm nảy sinh những mối nghi ngờ lẫn nhau giữa các nước này và Liên Xô trong suốt cả thế kỷ 20. Mặt khác, sự căm phẫn do bị thua trận, bối cảnh kinh tế, xã hội bất ổn như tại Ý và Đức mở màn cho thế lực phát xít lên ngôi. Như vậy, châu Âu sau cuộc chiến đã có sự chia rẽ rõ rệt về mặt chính trị giữa các nước đi theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít và tư bản phương Tây, tạo bệ phóng cho một cuộc thế chiến mới.